tiên, con xin chào thầy Dương Trung Hiếu. Xin chào các bạn ở trong group. Chúc thầy cũng như các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin giới thiệu về bản thân. Thì mình tên là Bình Quang Vũ. Năm nay là 41 tuổi. Sống ở Long An. Mình có gia đình. Rồi và sinh được hai cháu. Con mình cũng còn nhỏ, đứa lớn thì được 8 tuổi, đứa nhỏ thì được 4 tuổi. Bà xã thì làm về sale trong công ty Vika. Lương thì cũng được khoảng 6 triệu tháng. Thì lương của bà xã thì cũng để đủ để chi tiêu cho hai đứa con thôi. Và cũng may mắn là mình ở bên gia đình vợ và ông bà ngoại của hai cháu thì chăm sóc hai cháu cũng rất là tốt. Thì nói về nghề nghiệp của mình thì mình học trường đại học thủy sản, mình ra trường năm 2000. Mình đi làm cái nghề thì ngành thủy sản thì được 14 năm, tức là từ năm 2000 tới năm 2014. Cái năm đầu tiên thì mình làm cho